Xin chào bạn, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn cách để tháo cái hộp mực máy in Canon 2009 ra khỏi máy. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn như thế này, đầu tiên nó như thế này đúng không? Các bạn sẽ kéo cái này ra đây. Đó, sau đó chúng ta kéo này lên đây. Đó, kéo lên được rồi, ok. Chúng ta cầm vào đây này, rồi kéo này ra. Đó, chúng ta kéo lên. Đây là cái hộp mực Canon 2009. Đó. Đây, cái hộp mực của mình nó đang bị dơ này. Các bạn thấy không? Để chúng ta có thể lắp lại được thì các bạn chỉ cần ấn vào đây. Chúng ta để đúng theo cái gờ của nó nhé. Của mình thì đang cầm một tay mình hơi khó một tí, các bạn thông cảm mình nhé. Mình đang lựa vừa đúng cái gờ của nó thì mình đút vào. Các bạn chúng ta sẽ cầm như thế này nhá, đặt như thế này cho đúng cái gờ của nó. Đó, sau đó thì chúng ta ấn vào đấy, xong như này, ấn vào sâu tận trong ấy. Đấy, đấy, như thế là xong, nó vào sâu tận trong như thế này là ok. Sau khi xong thì chúng ta như thế này và chúng ta in thử thôi các bạn nhé. Nếu như chúng ta có nhu cầu thay hộp mực hoặc là chúng ta cần cài cái driver máy in làm sao cho nó hoạt động được thì các bạn sẽ có thể liên hệ bên mình nhé. Xin chào lại các bạn trong các clip sau.